Nhận định bóng đá UAE với Việt Nam. 23 giờ 45 phút ngày 15 tháng 6. Một điểm là nhất. UAE không chỉ có lợi thế sân nhà mà còn được đánh giá cao hơn rất nhiều nên đào tạo Việt Nam chắc chắn sẽ đối mặt với thử thách rất lớn. Do đó, trận đối đầu giữa UAE với Việt Nam được coi là trận chung kết đang rất được chờ đợi. UAE đang tạm xếp vị trí thứ 2 sau Việt Nam nhưng với lợi thế sân nhà và sở hữu một đội hình chất lượng hơn. Không bất ngờ khi họ là đội được đánh giá cao hơn. Nhưng không vì thế mà những chiến binh sao vàng bị đánh giá thấp khi khả năng tạo bất ngờ của họ cũng rất được chờ đợi. Với việc được chơi trên sân nhà ở những lượt trận còn lại ở giai đoạn 2, UAE càng trở nên đáng sợ hơn khi lần lượt đánh bại những đội bóng mạnh khu vực Đông Nam Á, lần lượt là Malaysia, Thái Lan và Indonesia đều với tỷ số đậm. Thậm chí 3 trận này họ đã ghi tới 12 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua. Rõ ràng sân nhà đang giúp đội bóng này thi đấu hiệu quả hơn rất nhiều khi ở lượt đi trên sân khách họ từng thua người Thái và thắng chật vật Malaysia 2-1. Việt Nam đang có quyền tự quyết trong tay để có thể lần đầu tiên giành vé vào vòng loại thứ 3 nếu không để thua ở lượt trận cuối cùng này. Việc giành được 17 điểm sau 5 trận thắng và 2 trận hòa ghi tới 11 bàn và mới chỉ nhận 2 bàn thua đang cho thấy ông thầy người Hàn Quốc đang sở hữu trong tay một đội hình chất lượng và thi đấu rất hiệu quả và họ càng cho thấy họ xứng đáng khi luôn thống trị ngôi đầu bảng G từ đầu đến nay. Trong quá khứ, Việt Nam đối đầu với UAE 6 lần và thua 4, hòa 0 và thắng 2. Đó cũng là lý do giúp các chiến binh áo vàng thêm tự tin hướng đến trận thắng thứ 3 trước đội bóng Tây Á.